Sáng nay là vất vả các bạn để đội. Ý là gắn không, có gắn không? Gắn mà. Chạy luôn khỏi sân. Em cho anh 5 phút nè. Cái tay thứ em tay này là tay cũ, em lấy ra cho anh coi vui vẻ thôi chứ không phải tay mới. Thì tay này là hiện tại là rẻ nhất trên thị trường chính hãng của Ý, không? Cái này con ha. Tay là bên con new là 2,7 triệu. Còn anh muốn lấy tay này tay cũ hay cũ khách gửi em không có bán. Em muốn anh chạy. Chạy về cho ta. Rồi, một cái. Còn ví dụ anh muốn nhẹ hơn hàng đó nữa thì anh có thể kê Akosato thì em có hàng lướt. Như ví dụ giống như vậy. Thì bên này là con luôn. Đó, hiện tại nó giống vậy, hiện tại là gần như mới hết. Đó, như thế này khoảng tầm là 3 triệu. Còn ví dụ mà anh muốn lấy new là 3 triệu 9. Là cái này bóp là nó sẽ nhẹ hơn cái thằng đó. Gần gấp đôi. Này là Akosato là hàng lướt. Còn hàng new là 3 triệu 9. Còn hoặc là anh muốn thằng này thì nó sẽ đẹp hơn nữa, nhưng mà nó sẽ không nhẹ bằng thằng Akos nha. Trong tất cả các cái cầm côn, Akosato nó là nhẹ nhất. Nhưng mà nó chỉ dành cho những cái dòng xe phân khối lớn mà cái ngưỡng côn nó ngắn thôi. Những dòng xe phân khối lớn ngưỡng côn nó dài thì nó sẽ cắt không hết côn. Nên là anh gắn xe anh thì nó cắt hết côn. Nó ok, không vấn đề. Còn thằng này thì tay carbon. Thằng này thì em bán là 3,2 đồng, tay new của nó là 5,7 đồng. Hiện trạng giống vậy, tay carbon. Còn tay thắng, thì hiện tại bây giờ có 15, có 14. Như như cái thằng này thì lấy thằng này thì em để cho anh là 5 đồng mấy. Còn cái giá thì em không báo bên đây được. Công tay lấy tay new, chứ còn bây giờ tay lướt nó trên mạng nó bán cũng gần bằng tay new bà rồi. Thường thường mà bên bên cùm côn, bên cùm thắng mà anh muốn lấy nó chung một một tay nó giống nhau á, một là anh sẽ xài thằng Accord luôn, hai là anh sẽ xài thằng Gaspeed thì nó sẽ có chung. Nhưng mà Gaspeed mắc lắm. Gaspeed giống như cùm côn của em này là new nó là tới 6,000 mấy luôn. Nó sẽ mắc hơn nhiều. Còn có một cái tay Billet, tay Billet của thằng Rambo giống vậy á thì nó sẽ rẻ hơn tí xíu. Chơi châu. Em lên văn phòng, vô trong phòng cái tủ đồ cũ lấy danh một cái cùm côn Billet. Đi không? Cùm côn Billet cái tay Rambo giống vậy nè. Cầm này cất cái tủ luôn. Có cái cùm côn Billet nằm ở bên cái tay cũ á. Cái cùm côn á, cái tay nó giống như cái tay nó có logo Rambo giống vậy luôn. Xi nhan. Rồi cái bình dầu Gaspeed dưới làm sao? Rồi cái bát Rizuma. Cái gì nữa? Báo giá đỡ đồng hồ, giá đỡ điện thoại, rồi báo áp suất lớp. Rồi cái gì nữa ta? Rồi còn nguyên cái cầm này để nguyên lại. Thay bao tay Paragoda loại xịn nhất. Anh có thay bao tay luôn không? Vết ngàn có thay bao tay luôn anh trai. Paragoda của anh nó chảy rồi thôi. Bao nhiêu mà em? Cái này là nếu mà anh lấy, nếu mà chung cái combo luôn á là em lấy cho anh bằng giá của em này luôn là 720. Còn giá thị trường là hiện tại là đang là 780. Còn ví dụ mà anh về bữa sau lại thì nó lên nhiêu? Bữa sau lại thì lại lấy khác nữa, tại vì tốn một lần công thợ, đúng không? Ví dụ đại đại chú anh ngồi nên nó nói em. Một hồi anh cứ yên tâm, một hồi là anh cũng dính nè. À. Bởi vậy nhiều khi mấy anh em hay điện thoại em không có máy, vậy công việc em nó nhiều quá. Thực tế công việc em nó nhiều quá là nhiều. Ốp lâu có rồi mấy cái đồ đó anh có sẵn hết rồi. Hết nhiêu để em biết cái tiếng thì em rút hàng. Ý là lát nữa em đi về nhà hả? Đâu em ra uống cà phê ngoài kia. Ừ. Nếu mà xe em thì gán cho anh tới cỡ 4 giờ lấy đi. Được thế. Nha. Không nói trước anh cho em mượn cái xe Vespa màu đen đẹp thiệt đẹp ngoài kia em. Ừ, chạy đi. Em đi cô gái luôn. Em có ga em đi bút phòng gì đó cũng được. Có màu đen à. Cái xe đỏ. Đỏ thì phải có rồ grip. Rồ grip thì nó sẽ có cái vân đỏ. Ừ, giống như thế này anh. Đây. Là hai bên nó giống nhau. Nếu mà anh lấy tay này thì em để anh 3,5 triệu sẽ dặm anh luôn cái này. Này thì nó bị chày. Còn cái tay cùm này là new của nó là tới 5,000 mấy. New của nó là tới 5,8 triệu. Anh thích cái tay cái loại này nhưng mà không có cùm, không có côn mà không có. Thắng hả? Thắng là nó không có làm cái giống vậy. Nó khác. Không có cái tay nào giống vậy ha. Không anh. Nếu mà vậy là anh phải đi luôn cái cùm, nếu mà vậy anh đi luôn cái cùm thắng Akosato
Nếu mà anh đi luôn cái cùm thắng Accosato, đi con heo bên phải 4 bít đi cùm 16 thì sẽ ôm áp hơn. Thì nó sẽ giống vậy nè. Đây đây đây, qua đây. Đây cái giống vậy. Nó đều đều một tí vậy. Đây. Tại vì có thằng, đây đây. Nhỏ. Giống vậy. Thì hai bên nó sẽ giống nhau. Đúng rồi. Đó thì nói chung là hai bên nó hiểu không nhau. Thì lên quanh nó sẽ tay này thì khoảng tầm 5 triệu mấy cũng bằng như tay của thằng Rainbow. Đó. Thì nói chung là nó chung hãng mà. Nhưng mà anh chơi chung hãng giống như thằng này thì lại mắc hơn. Hãng của này là cái tay thắng là nó tới 14 triệu mấy, tay côn là nó tới 6 triệu mấy. Năm triệu bảy. Con heo nếu mà tùy heo, nếu mà em muốn đi đầy xe thì đi heo 4 bít. Còn ví dụ muốn đi cho nó nhẹ nhàng tình cảm thì đi heo 2 bít. Thôi trắng cái này thôi em ơi. Cái đầu cáp ở đây nè, bỏ nhớt vô, kêu nó sụt khi nào mà hết cái đống nhớt đó luôn á là nó tra đều trọng á, anh bóp. Kể cả anh bóp cái cùm viên luôn nó cũng nhẹ, đừng nói gì. Tại vì một cái con xe 125cc không thể nào, 120cc không thể nào mà cái cùm của nó nặng giống vậy được. Nè không? Trời ơi, riêng mấy cái dòng xe phổ thông này em làm biết bao nhiêu chiếc rồi, chứ đâu có ai mà xe nào mà bóp mà buông ra mà không muốn nổi luôn mà. Xe nhỏ mà bóp cái côn vậy thì bỏ luôn cái xe luôn á. Ok. Rồi sao em? Sơn màu gì? Là em vẫn sơn màu vàng đen. Rồi. Cái màu vàng cho nó tươi lên xíu hả? Không phải, cái nó giữ ở trên đây là màu vàng. Nguyên cái phần dưới này là màu đen luôn. Rồi. Nguyên cái phần dưới này màu đen, cái ốp này màu vàng. Nguyên cái miếng trên đây là màu vàng. Dạ. Rồi. Nguyên cái này ra. Cái cụm đây sao đít luôn là màu đen. Cái ốp này màu vàng. Ốp này màu vàng, có nghĩa là có nghĩa cái đầu là màu vàng hay đen? Cái chấn giữa này là màu đen, cộng hai cái tay hỏng hai bên này là màu vàng. Rồi, có nghĩa là cái ốp đây màu vàng. Dạ. Cái này màu vàng. Dạ. Cái này màu vàng. Còn đúng chưa? Còn lại là màu đen bóng hết. Thì cái màu vàng á thì anh sẽ sơn cho em cái màu vàng chanh nhưng mà nó hơi nghệ giống như Lamborghini á. Dạ. Thì nó sẽ đẹp hơn, chứ còn cái màu vàng này nó ra thành cái màu vàng chùa, đâm ra là nhìn nó hơi bị già. Không? Nó hơi bị sida sửa hút gà xíu, là mình đổi lại cái màu vàng kia nhìn nó rực hơn. Cứ màu vàng này nhìn nó xấu quá. Không, nói chung là riêng về cái phần sơn cái nào tháo ra nứt mũ hay sao là anh sẽ hàn lại hết. Cái đó em khỏi lo. Tất cả những cái đồ nào mà chày chụa là mình sẽ chét lại nó giống như zin hết rồi mình mới sơn lên. À, nên là mấy đó thì nó trong gì? Cái này hả? Có chứ, sơn full vàng áo mà. Yên là em bọc lại zin hả? Hay là theo cái mẫu? Em có cái mẫu không? Có mẫu. Cứ mẫu mã yên bọc sao sao em cứ gửi qua bên Zalo hoặc là bên tin nhắn giúp anh đi. Rồi ok. Rồi, em cứ gửi qua tin nhắn giúp anh đi, rồi cái đầu tới lúc mà anh đụng vô cái xe em sơn cái anh làm một lần một giống y chang luôn. Dạ. Phải không? Cái yên này là anh làm giống vậy khoảng nhiêu ta? Tí nữa anh gửi mẫu qua bên chỗ bên làm yên thì tao báo anh nhiêu thì em báo anh báo em lại nhiêu rồi tính thêm cái tiền công ráp đi thôi, hiểu không? Với lại nhông sinh dĩa. Nhông sinh dĩa là em muốn loại rẻ tiền hay là muốn loại xịn? Ví dụ loại rẻ tiền thì khoảng tầm 300 mấy ngàn bộ là xài là cũng ổn rồi. Nói chung là rẻ tiền theo cái dạng mà em xài vào khoảng tầm trên 10.000 cây, hiểu không? Là cũng gọi là chuẩn á. Chứ còn mà cái loại xịn thì lanh quanh nó khoảng tầm gần 1 triệu ngàn bộ thì là xài là chân chu, nó mắc gần gấp 3. Cái đó mình xài của thằng RK. Nhông thì nhông với dĩa là anh nên khuyên là nhôm thì nó sẽ đẹp nhưng mà nó không có độ bền. Còn thép nó bền nhưng mà nó không có đẹp. Nó cái nào nó cũng có cái lợi, nó cũng có cái hại của nó. Anh thì đa phần ví dụ những cái xe nào mà chuyên đi tour nhiều á thì anh sẽ gắn là nhông dĩa thép. Còn ví dụ mà xe mà đa phần đi khiển cà phê trong phố không á thì dĩa sao anh đi dĩa nhôm, thì dĩa nhôm này nó sẽ có nhiều màu, xanh đỏ tím vàng. Với lại cái chất liệu nhôm người ta chạy CNC ra nó cũng bén ngót, nó nhìn nó cũng đẹp hơn. Lại hai cái xi nhan, hai cho nó gọn gọn lên. Xi nhan ý là thay lại cái xi nhan nhỏ thôi đúng không? Dạ. Là lỗi dựa.
Vừa vừa thì mua cái cặp cỡ tầm 400 ngàn xài được rồi. Ừ. Còn cái xi nhan trước là để nguyên hả? Ok, chỉ thay cái xi nhan sau thôi đúng không? Bỏ ba ga luôn hả? Rồi. Em đang nói là thay ống ga hay là thay cùm ga? Thay cái ống thôi. Thay cái ống ga. Ok. Cái ống này hiện tại nó đang bị gì? Nó lúc gắn vào tay này ta mày. À. Ý là muốn xài lại cái zin hay gì? Cái zin hay loại nào cũng được. Rồi ok. Rồi được rồi, được rồi. Rồi còn gì nữa không? Có nhiều đó không mà chạy qua tới đây luôn hả? Dạ. Không, tại tiện đường em đi. Ừ. Rồi ghi đông là của thằng ProTapper. Cùm thắng là của thằng Rambo. Cùm côn là TWM. Heo sao Rambo logo đỏ. Thì heo sao Rambo logo đỏ là anh lên cho em. Hiện tại cái dĩa này nó là đang là 1 tấc 9. Nếu mà lên heo Rambo vô là nó sợ nó ăn không có hết, nên là anh lên cho em cái dĩa zin luôn. Nhưng mà lên cái dĩa 2 tấc thì nó sẽ ăn hết bố. Khi mà em chạy em khỏi cần kiểm tra cái bố, thấy không? Cho nó khỏe, nó không có phát sinh nhiều tiền hết á. Mua cái dĩa zin của thằng Mio á, size 200 thải vô nó có 300 mấy à. Ừ. Mới đầu vô định là cái xe này làm mới có 6 triệu, giờ lên tới thành cái hai mấy gần 30 rồi đó. Cái này tự khách vụ anh chứ anh đâu có vụ khách đâu. Tự nhiên về nhắn tin không á. Chứ anh chưa bao giờ anh nhắn tin luôn á. Ừ. Em cứ vụ đi anh khoái. Chứ có đời nào anh làm khách chưa bao giờ mà anh nhắn tin em ơi anh có đồ này đồ kia. Cứ mình cứ post lên Facebook của mình á, người ta thấy người ta đọc, người ta vô người ta nhắn tin. Quick ship hình như anh không biết là xe hàng này là nó ra thường, nó không phải là bấm ga điện tử, không biết là nó có quick ship 2 chiều không, để anh hỏi anh báo. Nói chung là quick ship này đương nhiên nó phê rồi. Thì quick ship mà ở Việt Nam em xài nếu mà muốn ổn định nhất á, thì anh khuyên một là xài Corona, hai là xài thằng Heltec. Hàng đó là ổn định nhất, là cái giá nó cũng để lát nữa anh hỏi bên chỗ của anh thử coi có quick ship 2 chiều không. Mà thực tế mà nói em đâu có đua bơi đâu mà xài úp chi, xài đau chi. Xe tới làm kiển để nhà luôn. Với 100 mà kiển gì, ta mua H2 rồi ta làm kiển. Vậy thôi đúng không em? Dạ. Ừ. Thì cái này nếu mà có sơn nữa thì loanh quanh em cho anh tới hôm nay thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, trễ nhất là ngày thứ sáu anh giao em. Dạ. Ha, trễ nhất là trong ngày thứ sáu là anh giao em, tại vì tuần này anh có mấy chiếc anh đi giao tỉnh đó, nên là anh. Dạ, ừ. Không, ý là anh nói em trước, nếu mà tới ví dụ mà thứ tư á mà nó không xong kịp mà thứ sáu anh giao em á thì anh sẽ hẹn cho em một ngày chính xác. Nói chung là trễ nhất thì cũng trong ngày thứ bảy thôi chứ không có trễ hơn ha. Ok em, giờ anh gọi bên kia cho còn khỏi có cái này em nha. Rồi cái này là em muốn lấy này nó sẽ có nhiều dòng miếng dán carbon với lại miếng dán nhựa trong thôi, nó chỉ có nhiêu đó thôi, hiểu không? Đỡ chống trơn đúng không anh? Đỡ chống trơn là nó cao su màu đen. Cao su. Nó chỉ có cao su màu đen thôi, là nó là chống trượt. Còn cái kia là bảo vệ, là nó là cái nhựa trong để khi mà mình mặc giáp rồi nọ rồi nó đỡ bị chày. Đó là hai cái khác nhau nha. Okay. Cái chống trượt là nó bằng cao su đen. Okay. Hoặc là cao su trắng là nó hít. Okay. Còn mà cái bảo vệ là nó khác. Bảo vệ là nó bằng cái miếng xương cá là bằng carbon á, là cái đó là em để giáp vô là nó vẫn tuột. Rồi một cái, rồi bao tay Barracuda 700 mấy. Okay. Rồi cái này là cái cùm ga giữ nguyên nè. Okay. Rồi xi nhan thay 4 cái xi nhan sau là 4 cái xi nhan ai. Ừ. Nếu mà không có 4 xi nhan ai, nó có một cái dòng xi nhan của thằng Barracuda nó giống như vậy, nó sáng vậy luôn nhưng mà nó gọn, nó nhỏ xíu vô đây nè, giống như cái con CB 1000 neo anh gửi cho em biết không? Nhìn mà nó vẫn sáng các bạn. Rồi đụng nó sáng ngang ngửa luôn. Ngang ngửa luôn. Ừ. Nó nhỏ đúng không? Nó nhỏ bằng cái thằng ai. Nhưng mà nó có cái chụp đen ở dưới đằng sau. Ở nói chung là nó hình giọt nước. Nó cái khoảng sáng là sẽ nằm ở dưới, còn cái chụp màu đen ở dưới, nói chung là nó nhỏ bằng cái núm màu đen này nè. Ok đúng không? Ừ. Nói chung là nó sáng rất là ok luôn. Ok, vậy là làm cho em. Hai thằng thằng này với lại cái thằng đó là nó bằng giá. Nếu mà em đổi, thí dụ để lát nữa anh hỏi coi thằng bên kia nó còn hàng không. Bởi vì cái nguồn của anh là về cái xi nhan ai tới bây giờ là nó chưa về tới luôn. Okay. Ừ. Rồi bảo vệ lốc máy. Rồi. Đâu anh cho em coi cái đó là bữa giờ em chưa có. Cái hộp hồi bữa hai cái hộp ấy gửi lên đâu ta? Ừ,
anh nhớ nha, còn gửi em cái bô đó nha. Cái bô bây giờ em ôm về nổi không? Ở sợ không nổi chứ. Anh đóng thùng đồ hết rồi kìa. Ủa cái hồi hôm thứ sáu thằng kia nó gửi cái bịch đồ có hai cái bảo vệ lốc máy với đến châm để đâu ta? Đấy là buổi chiều nằm ở ngoài đây nè. Lấy màu đen cho dễ bán. Này là nó chụp nửa cái lốc máy. Đúng rồi. Không, cái bự là nằm bên đây nè. Bự nằm bên đây sao? Lát em coi manual anh gắn vô rồi mới giờ hỏi anh rồi mới anh còn tùm lum công chuyện hết nè. Nó có manual rồi nè. Ok. Đó. Theo cái hình ập vô thôi. Chắc là ập vậy hả? Vậy quá. Không, nó có mấy cái khâu nè. Đưa chữ ra chứ ngay nha má ơi. Vậy, à. Vậy sao được? Em nghĩ là như thế này nè. Ồ, ủa, ở đâu được? Nè, vậy nè. Nè, đúng rồi nè. Canh theo hai lỗ nè, đưa ra. Vậy là thằng kia nó dán cái tem nó hơi bị nghiêng. Vậy là ngu đúng không? Rồi hàng iPhone này còn lỗi thu hồi nữa, nói chi mấy cái tem này đúng không anh trai? Hỏi anh coi nhiều khi tối qua anh mới dán cái tem vô. Đó vậy thôi được rồi. Hình ảnh báo giá người ta đã gửi hết rồi, giờ hỏi lại nữa đâu được. Rồi vậy thôi đúng không? Có gì thêm nữa là nói anh trước nha. Rồi cái báo nhiệt, cái báo áp suất lớp, rồi cái loại mà gắn gắn cái giá đỡ điện thoại là loại có sạc hay là loại không có sạc? Không có sạc, còn không cần sạc đó. Không cần sạc đúng không? Rồi mốt có nhiều khi hứng hứng rồi đi bầu trắng đồ các thứ rồi cũng nhiều đôi khi cần sạc. Em trai người Pháp, mấy anh kia nó gửi đồ qua chưa? Có mẫu không anh? Gửi rồi luôn hả? Em tư vấn mẫu giá đỡ điện thoại cho em trai giùm anh đó ơi. Ừ. Em có mẫu ơi. Đó, xịt. Điện thoại mày đâu? Điện thoại mày đâu mà vô website của xưởng mày coi. Trời ơi là trời. Không website mà. Trời ơi, ở đây anh em là người ta chia hết, thằng nào thợ điện là cho thợ điện ăn, thợ máy là cho thợ máy ăn, mình là chỉ em là xong bên anh Hùng rồi đó. Tháng 3 anh này. Đúng không? Chứ bây giờ một mình ôm hết mình làm không nổi thiệt, nó quá nhiều việc anh. Không hay gì đó, mọi người chuyên. Vấn đề bây giờ nè, anh ôm vô, anh có chuyên về điện không? Anh chỉ biết ba lá me thôi, giờ đục cái hư anh đứng ra anh mò mẫm nó mệt lắm, nắm đầu nó ra. Bây giờ đó mày mình phân luôn. Ừ, không nhưng mà mình vẫn đứng ra mình bảo hành khách chứ. Nhưng mà nắm đầu mày qua bây giờ xe mày gắn tao bị lỗi hả? Quên web rồi. Má tao mà là thằng chủ tao đuổi mày gấp, tao hứa với mày luôn. Trời ơi nó làm cho thằng tiệm nó mấy năm trời mà bây giờ nó quên website luôn. Mà bên em boss của đó em muốn đó bảo hành sau rồi em cứ báo giá khách cho ảnh rồi có giá của anh là khác. Hợp lý không? Ok. Rõ ràng đúng không? Bây giờ em mua anh kia cũng giá vậy, mua anh cũng giá vậy. Ok. Rõ ràng chưa? Thì sao mà bắt anh bán bằng giá gốc được? Rồi con này là con Z1000 mấy bạn, nên chủ xe. Nhìn ảnh không? Nhìn ảnh thấy đơn sơ không? 4-5 căn ở Sài Gòn nha. 4-5 căn ở Sài Gòn rồi. Có trang web nè, Hùng có xin không? Ở đây là mấy bạn coi thử bây giờ ảnh đòi kêu mình là thâu lại cái bao tay Barracuda này, hỏi thâu lại được nhiêu cái bao tay cho em. Em gắn vô cái SH rồi ý rồi. Ảnh mua cái bao tay Barracuda, ảnh mua 4 xị mà ảnh đi bây giờ là 1 năm 8 tháng rồi, gần 2 năm trời rồi ảnh kêu sao nó nhanh chảy quá. Có cái bao tay nào đi gần 2 năm trời không? Giờ kêu bán lại hàng lay new. Trời ơi không, cái này là người ta gọi là nắm bắt thị trường anh. Không, cái này người ta thử. Tại vì biết đâu khi mà anh muốn người ta biết tới sản phẩm của mình là anh phải show cho ta coi. Chứ còn mà mình giấu người ta không biết. Gặp nhiều người, người ta công việc người ta bận rộn, người ta không có thể nào mình lên mình kiếm. Ví dụ mình đưa ra mình không phải là mình dụ mà mình sẽ mình tư vấn. Góc độ mình tư vấn, ừ xe anh nói vậy ABCD. Lóc keo giao fan. Này là anh trai này là sáng sớm qua ủng hộ một cái phuộc sao ưu liền đây. Tới công chuyện luôn, cái phuộc hồi nãy anh coi rồi đúng không, như mới đúng không? Cái giá đó là rẻ hơn new gần 10 triệu á anh trai, rẻ hơn new gần 10 triệu. Là trước mắt là anh thấy anh lời được 10 triệu rồi đó. Giờ bây giờ anh về anh nói vợ anh là cái phuộc này anh mới mua 20 mấy triệu, vợ anh mua cái đó là thằng nào mà cưới vợ rồi là biết liền đúng không? Thằng nào cưới vợ rồi biết liền. Rồi lên cặp heo trước Rambo mấy bạn. Cái này là
Cái này là mấy bạn nên biết là cái này là không phải là gọi là mình là bán hàng, cái này là mình chỉ là gọi là người trung gian giao mùa thôi. Mình là người gọi là chuyển giao công nghệ, mình lấy đồ của người chán mình bán cho người cần đó, mấy bạn hiểu vậy, giống như là mình chay á, thấy không, xúc tích dễ hiểu. Cặp heo M4 thì nó sẽ bị ngắn cái lưng nha, cái này nó hết bơ heo, ý là hết bố không? Như cái lưng của thằng Z1000, cái lưng nó sẽ dày hơn. Con heo gì đâu rồi fan? Mấy bạn nói là tại sao mà lại chế bốn cái khâu á? Như mấy bạn phải đo được, như cái lưng mà để bắt ốc của thằng Z1000 á, nó sẽ dày hơn là cái lưng của thằng M4, nó dày hơn cả khúc nè các bạn. Nên nào, đây cái này là cái lưng của thằng Z1000 cỡ này, thấy không? Còn qua lưng của thằng M4 nè, mấy bạn phải tiện cái khâu phải bằng sát mí luôn đó, phải tiện cái khâu như vậy nè, để cho làm gì, con heo nó ăn hết cái dĩa là cho nó lúp and play. Mấy bạn có nhiều người ta lại không thích. Giờ nếu mà các bạn muốn hết được cái vô heo Rambo mà muốn hết được cái dĩa, bắt buộc các bạn phải đi cái dĩa nhỏ hơn, mà cái dĩa nhỏ hơn bắt buộc các bạn phải làm lòng chứ không có xài cái dĩa đó được đó. Cái này thì đang thay cho ảnh cái cặp bao tay Barracuda bản cao cấp với lại cái phục sao Ulin cặp heo M4, có tư vấn cho ảnh cặp dĩa Ganfer nữa, có tư vấn nha, nhưng mà ảnh tới khúc này ảnh hết lúa rồi. Nè nè đây sẵn không? Rồi siêu siêu. Giờ bắn đâu rồi? Rồi siêu. Xả bên kia cái đi. Đây là anh chủ hầu xây dựng mấy bạn. Con này con Z1000. Con này là đúng ra là mới đầu là ảnh không có định bị thúi cặp heo đâu. Ảnh mua ảnh quất có cái phuộc sao à, ảnh nói anh chở vợ ảnh mà sao cái phuộc nó nhúng quá. Nó kêu anh thử cái phuộc Ulin coi nó im không. Cái phuộc này mình bán cho ảnh là gọi là hàng super lay new luôn nha mấy bạn. Các bạn muốn biết mà nó nát hay không nát, các bạn thứ nhất coi cái lò xo là còn zin nè, chưa dặm nè. Cái chân nhôm nè nó không có một vết chày luôn. Đây. Mày quay vô cái chân nhôm cho khán giả người ta coi đi mày. Thấy không? Cái chân nhôm này còn sáng giới như gái 18 luôn ấy vô. Chưa qua bao nhiêu tay thằng đàn ông có thâm đen. Thấy không? Còn cái nấm chỉnh nè. Ken sờ ben, cái này mình bán ảnh mười mấy đồng. Còn mấy bạn nào mà có mấy chỗ nào bán 6-7 đồng vậy mình cứ mua về mình tự gắn thôi. Còn cái cặp heo trước là mình vô chỉnh là cặp heo M4 mấy bạn. Mình bán chỉnh là 9 đồng rưỡi. Và chính xác là cặp heo này là mình thâu là 9 đồng nha. Mình lời đúng 500 ngàn mình lỗ luôn tiền trong. Mình lỗ luôn thì trong á, chẳng qua là mình chẳng qua là mình dầu thắng là mình vô dầu thắng Rambo nha anh em, chẳng qua là mình hỗ trợ anh khách là chẳng qua là có món này món kia mà sa cạ rồi mốt là mấy mốt là người ta ghé lại là để mình đâm thêm những món khác nữa, cái đó là mình gọi là mình phải đầu tư từ xa chứ những cái con xe này còn full zin phải qua cái mỏ của mình thì mới dính được những cái món khác nữa. Cuối cùng là ảnh ủng hộ được thêm một cái bao tay. Bao tay này, bao tay siêu hot mấy bạn. Barracuda. Mẫu này là mẫu best nhất tính tới hiện tại nếu mà cái dòng mà tầm trung. Đây. Rất êm nha. Nó có hai cái đai nhôm, nhìn nó rất là sáng chói luôn. Này là 700 mấy một cặp bao tay Barracuda. Được chưa? Sơ sơ là sáng sớm là quốc cảnh cặp phuộc hết mười mấy vít. Cặp heo là hết chục vít. Bao tay 7 xị mấy. Là chạy ra là cũng hết gần 20 mấy gần 30 triệu của anh ơi. Mà cái xe vẫn còn zin nha, zin nhiều quá anh trai. Rồi, thứ hai đầu tuần, quá áp lực các bạn. Cảm ơn em nhiều nha.